Kính, kính chào, chào quý, quý vị, chào quý vị, à, chúc quý vị uh, rất là vui được gặp lại quý vị uh, trong chương trình ý nhi thoát số ngày hôm nay cùng với mỹ lan, uh, Ý nhi, hai chị. <laughs> uh, nhưng mà trước hết là nhờ ý nhi đang có đôi lời muốn nhắn nhiều đến khán thính giả. trước hết ý nhi xin uh, gửi lời cảm tạ đến quý khán thính giả đã ủng hộ cho ý nhi uh, trong uh, suốt 3 tháng qua. Uh, đã được uh, giới thiệu lần được những cái sản phẩm mà quý vị gọi tới rất đông và hỏi um, về phục côi đăng cũng như là dầu cá mập và cũng như giấm đen nói chung là những cái sản phẩm của ý nhi là các khán giả, các bác, các chị rất là ủng hộ phải không? Dạ. Yeah. Um, nhưng mà như là mỹ lan được biết rằng là trong thời gian vừa qua, hầu như là hơn 2 tuần thì phải yeah. là mình đã không còn phu cơ đàn. Quý vị đã ủng hộ cho ý nhi, cho lan cái international rất là nhiều. Thật ra là không còn hàng để mà gửi đến quý vị. Uh, rồi trong quên cảm ơn gian... Gian... quý vị cho ý nhi được hai tuần vacation. <cười> 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 nhưng mà um, như vậy thì phu cơ đàn chúng ta đã có lại rồi phải không, ý nhi? Dạ vâng. Uh bởi vì có lại thì em mới hôm nay muốn ra mắt đến quý vị và ra lại uh, cùng với chị mỹ lan mình uh, nói tiếp tục về cái uh, cái cái phục quy đăng hôm nay vâng kêu thưa, thưa quý vị tại sao mà phu lại được ủng hộ nhiệt tình như vậy thì ý Nhi cũng biết rồi là kính thưa quý vị thì nói đến phu cơ đăng thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết được là những cái công dụng của cái phu cơ đăng này tức là rong biển và ngày hôm nay Mỹ Lan và ý Nhi cũng đang ngồi trong một cái bãi biển rất là đẹp rất là nên thơ. À, tại vì nói đến em Okinawa, chắc Okinawa đằng sau đó chứ. Okinawa. <laughs> Okinawa. là một cái đảo mà hình như là những người dân ở đó người ta sống rất là trường thọ. Dạ. Yeah. À, hầu như là nếu một cái vị sợ ở trên internet thì là hầu như người dân họ sống 90 tuổi trở lên không ạ? À? Đúng Thế rồi. Chị. Tại sao vậy nhỉ? Um, tại vì cái cách thức ăn uống um, chỉ biết bên Okinawa cũng như bên Nhật Bản người ta ăn uống rất là kỹ lưỡng um, người ta không thực sự đã vào đến ở bên Nhật em không biết preservative là lại cái gì hết là những cái hormone để mà chích vào trong uh, thú vật uh, lúc từ ngày em qua bên Mỹ thì em mới thấy cái đó bên Mỹ này mình có rất nhiều nhưng mà bên Nhật họ chú trọng về cái cái ăn uống Um, tất cả đồ ăn uống của bên Nhật là đều là organic đó chị. Đúng như vậy, không phải là riêng về thực phẩm mà thôi. Kính thưa quý vị, nối um, nói đến Nhật Bản thường thường ấy, người ta rất là chuộng, đặc biệt là người Việt Nam mình. từ yeah. từ là make in Japan thì người ta vẫn ưa chuộng hơn là tất cả những sản phẩm khác như là xe hơi, rồi electric, điện tử, vân vân và đặc biệt là thực phẩm của họ. Thì quý vị thấy rằng là ở trên thị trường hiện nay những cái gì mà make in Japan người ta cảm thấy tự tin. Đúng rồi. Và đó là lý do mà tại sao mà Yên Nhi giới thiệu đến quý vị những sản phẩm đến từ Okinawa nhật bản là tại vì thật sự ra trên thị trường hiện nay có rất là nhiều dược thảo phải không đúng rồi chị. mà bây giờ nhiều khi mình không biết cái nào thật cái nào giả yeah. rồi nhiều khi mình mang tiếng nhiều khi là make in USA đi nhưng mà thực sự ra cái nguyên liệu nó cũng đến từ một cái nước nào khác à, thành ra là cái thưa quý vị đó là lý do mà trong suốt mấy tháng qua thì ý nhi đã giới thiệu đến quý vị những sản phẩm của công ty lan international trong đó đặc biệt là ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc lại là fukaden tức là rong biển một cái loại rong biển mà uh, những nhà nghiên cứu người ta cho rằng là nó rất là tốt có thể chống lại những cái sự lão hóa của cơ thể nè rồi, rồi hạ huyết áp hạ mỡ hai đường nó là bá cái bệnh cái quan đó. trọng nhất cái là cái này nó là diệt uh, cho chẳng hạn vô trong ba cái cái tại vì những cái con tế bào của cancer đó chị thì cái phục quay đăng này nó giúp được cho để mà nó nó vô trong cơ thể mình và nó cho những con tế bào cancer đó tự, tự tiêu, diệt. tiêu diệt lấy ừ, um, bởi vậy Vậy cái, cái sản phẩm của Y Nhi giới thiệu đến quý vị nó khác với trong thị trường Là tại vì thị trường họ có mix với những cái rong biển khác Và cũng như mix với linh chi Nếu mà quý vị uống mà để cho sức khỏe thì đương nhiên à, sản phẩm nào cũng tốt hết Nhưng mà nếu mà quý vị muốn mà cho nó chữa trị bệnh đúng gốc Thì Y Nhi à, muốn giới thiệu đến quý vị là cái này là 100% không có pha chế gì Mà một viên của nó là có 295mg là cái hàm lượng của cái phục quy đăng kem nó rất là cao. Ý của Y Nhi nói rằng là tôi quý vị, rằng là những cái loại ở ngoài thị trường đó vì mình mix như vậy đúng không Mỹ Nhi? Thí dụ bây giờ họ mix hai loại, ba loại hay là bốn loại đi. Thì cái à, phục quy đăng có nó bị họ, giảm đi. Đúng rồi, nó sẽ ừ. bị giảm đi. Yeah. Thì nếu một cái cái hàm lượng của một viên của họ thì có thể là 210, uh, 180 hoặc là 220 gì đó. Nhưng mà quý vị coi kỹ trong đó đó là cái hàm lượng của cái phục quy đăng là cái tên của là phục quay đăng thì mình phải coi cái hàm lượng đó thì chị nó không có nhiều khi nó không có quá 100 mg nữa Đúng chị. như vậy mà nếu mà mà nếu mà họ đã pha chế ra nhiều loại như vậy thì nhiều khi mình chỉ cần phu thực Thật sự ra trên thị trường nó có nó có có đi xét nó có, có đông trùng hạ thảo riêng linh chi riêng. nhưng mà thật sự ra nhiều khi người ta cần cái phu để có thể giúp cho mình ngăn ngừa cũng như là điều trị tận gốc cái cái tế bào cancer. Dạ, yeah, giống như cái phục cây đăng của em là em nhập từ bên Nhật qua. Um, quý vị cũng biết là chẳng hạn như là uh, Đông trùng hà thảo và cũng như Agaricus, cái gì mà từ bên Nhật qua họ họ làm rất là kỹ, mà cái vật liệu của họ đều là organic hết. Thành thử là nhiều khi người ta nói, uh, tại sao mắc quá? Thực sự ra ý như bán cái giá uh, rất là nhẹ nhàng, mà ý như thực sự là muốn mang tới cho quý vị giới thiệu đến quý vị những sản phẩm tốt mà cái giá rất là nhẹ nhàng. Vâng, vâng tôi về về cái điểm khác biệt mà ý nhi vừa trình bày đến cho chúng ta biết rằng là Fucodan này là 100% 295mg đó là một cái đặc điểm của Fucodan Okinawa này. Và đặc điểm thứ nhì mà ý nhi vừa nói đến đó là vấn đề là, ví dụ như một cái chai thay như Mỹ Lan được biết là một cũng là một cái chai uh, Fucodan ở của Nhật nhập vào đi. Nhưng mà uh, họ vừa là pha chế với những nguyên liệu khác dạ, vâng. rồi. Và cái đặc biệt là họ chỉ có 120 viên rồi, ý nhi. Oh. Họ vừa là cái hàm lượng ít hơn rồi còn chỉ có 120 viên thôi mà trong khi cái phương cơ năng Okinawa có sản phẩm từ công ty Lankei đó thì đạt được 180 viên. Chị biết đó. Cái thường thường mình uống nếu mà mình muốn chữa trị bệnh có có nhiều quý vị nói tôi không có bệnh tôi có uống được không? Và dạ, tôi được cái này là một cái rong biển à, mình uống thì mình ngừa những cái um, uh, chống những cái lão hóa và chống những cái um, uh, uh, Cancer cái, cancer cái cancer hoặc là không đường. có cancer mình chống những cái các chẳng hạn như là máu cao uh, uh, bổ cho thận gan đó. rồi cho gan nó điều nó cũng có những cái cái năng lực khác để mà nó giúp cho quý vị thật sự ra phu đăng nó là bá bệnh ý dạ, vâng. nhiên thay như mình tìm hiểu cái tôi quý vị ở ngoài thị trường thật sự ra nếu mà nói đến phu cơ đăng nó rất là nổi tiếng trên thế giới dạ. và người ta biết đến phu cơ đăng để mà người ta chữa được tất cả các bệnh hạ huyết áp hạ mỡ hạ đường vân vân chống lại sự lão hóa để mình ngăn ngừa nhưng mà thật sự ra cái chánh của phu cơ đăng nó là trị cancer đúng rồi nó giúp cho tế bào cancer tự tiêu diệt lại đúng rồi bất cứ một cái cancer gì cũng vậy cũng rất ừ. là cần đã xoay quý vị mà muốn thắc mắc thì quý vị cũng có gọi cho y nhi hoặc là gọi cho chị Mỹ lan còn không thì quý vị cứ lấy những cái lọ thuốc ở trên thị trường cứ lấy ra mà quý vị coi um, cái sự tìm hiểu mình phải nên Um, trước khi mình mua một, cứ một cái gì cũng vậy nên mình coi coi cái cái hàm lượng và cái chất lượng sản xuất từ ở đâu qua thì quý vị mỹ mới, mới biết được ok mình muốn mua cái loại nào mới tốt cho mình <laughs> nhưng mà mỹ lan nói chị tại vì y biết rằng là mỹ lan ở ngoài thị trường mỹ lan biết rất là nhiều loại dược thảo nhưng mà đặc biệt cái này mỹ lan nói là vừa là nhiều hàm lượng nhiều hơn vừa là cái một trăm phần trăm đăng và đặc biệt là cái giá cả nữa ừ. là tại vì cái quý vị quý vị nào mà đã từng mua đăng của nhật về mà sử dụng thì quý vị biết là cái giá nó hai triệu trở lên. Đúng Nhưng rồi. Nhưng mà đối với lại phu đơn của Okinawa do công ty Lanka International của Ý Nhi điều hành thì chỉ có 200 mà thôi. Đúng rồi. người có hỏi rằng tại sao lại rẻ hơn như vậy? Kính thưa quý vị, đó là cái tấm lòng của Ý Nhi. Ý Nhi lúc nào cũng muốn mong muốn đem đến cho tất cả cho chúng ta những sản phẩm tốt và giúp cho sức khỏe mà lại rẻ nữa giá 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 cả nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng à, mình cũng là nghệ sĩ với nhau thì lúc nào quý vị cũng gọi tới cũng hỏi và nói chuyện với nhi thì thực sự là nhi muốn mang tới cho quý vị và muốn cho quý vị chữa trị bệnh và cũng như ngăn ngừa bệnh Ờ, thì có một cái cuộc sống nó vui vẻ hơn đúng, đúng như vậy mình. như vậy thì mọi uh, thắc mắc hay là những cái chi tiết gì mà liên uh, liên quan đến những cái sản phẩm của ý nhi thì cứ phải hãy gọi cho ý nhi nhé với số điện thoại là bảy một bốn để có thể hướng dẫn quý vị rất là nhiều người họ cách uống nó Ý nhi đúng không <laughs> đúng rồi giống uh, như, như có nhiều người thì uống về chữa trị bệnh thì quý vị cứ uống 6 viên một ngày còn nếu mà quý vị như uống như mẹ nhi hoặc là nhi uống thì người như uống 4 viên thì mình mình coi theo cái 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 cân bệnh của mình mà mình uống theo cái 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 cái, cái, cái hàm lượng thôi còn ngoài ra cái đó chúng Nhi sẽ giới thiệu cho quý vị mỗi tuần mỗi sản phẩm khác mà mang cho quý vị những sản phẩm tất cả là điều organic và kính thưa quý vị, một lần nữa hãy gọi đến công ty Lanka International của Ý Nhi với số điện thoại là 714-981-6555 để tìm hiểu những sản phẩm Okinawa, Nhật Bản 100% và không bao giờ pha chế những cái loại khác. Và đặc điểm của Fukudan của công ty của Ý Nhi là giá cả nhẹ nhàng, hàm lượng nhiều hơn 295 mg 100% fucodan và đặc biệt là tới 180 viên quý vị chợ sẽ uống được dài hơn uh, lâu ngày Dạ hơn. vâng, một uống tháng hơn. hoặc là nếu mà quý vị uống 4 viên thì có thể là uh, hơn một tháng, mấy vâng. tháng. Dạ, yeah. thì nói tóm lại là sẽ cho chúng ta được uh, an tâm ngủ ngon yên yên lành để chúng ta không có còn phải lo sợ cái bệnh tật sẽ đến với chúng ta nữa phải Đúng không? Đúng rồi chị. Rồi bây giờ ý Nhi còn uh, những cái lời nào nữa để gửi đến khán giả nữa không? em chỉ nhờ cái cơ hội này em chỉ muốn cảm ơn đến quý vị và nếu mà quý vị có những cái thắc mắc gì về supplement về thuốc hoặc là đời sống thì quý vị cứ gọi cho ý nhi thì số phone của ý nhi dưới là bảy một bốn chín tám một sáu năm 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 thì ý nhi sẽ vui lòng sẽ giúp cho quý vị Yeah. Vâng, hoặc là quý vị cần những cái đại gần đến những cái đại lý gần chỗ của quý vị thì cũng sẽ hiện trên màn hình này. Quý vị hãy tìm đến những đại lý của công ty Lanca International như quý vị để có những sản phẩm chính gốc 100% của Lanca International từ Okinawa, Nhật Bản và sẽ có những cái sản phẩm hàng tuần ý nhi và Mỹ Lan sẽ gửi đến cho quý vị dưới thiệu đến cho quý vị để từng căn bệnh mà để mà chúng ta có thể ngăn ngừa và điều trị cho đúng cách. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình ý nhi thoát sơ cùng với mình lan và ý nhi ý nhi cũng xin kính chào quý vị hẹn gặp lại em từng bước dạ <laughs> xin kính chào quý vị